chết rồi, chết rồi, chết rồi, trời ơi. Rồi, chết rồi, đủ cái chỗ đó, mà ôi, sát thì chết á. Trời ơi, chửi luôn rồi, chửi luôn rồi. Mới treo chết. Mày nó chỉ khốn, chỉ hết ca luôn á. Hết ca. Rồi, lớp từ từ vậy được rồi, hai cái trước cũng phạt. Xin chào tất cả các anh em nha. Hôm nay ghe anh Duy 2 sẽ đi lấy nước đá. Thì mời anh em xem ha. Màn trình diễn của hai anh tài công. Để coi cặp ghe lấy nước đá như thế nào, rời bến như thế nào. Anh em hãy cùng chờ xem để coi chiếc ghe này lấy được bao nhiêu cây nước đá nha. Chờ xem nha anh em. Cào thì đã đem lên ghe rồi nha anh em. Hai miệng cào lết nha. Một miệng 55m. Bữa trước mình đi Cần Giờ đó, cho nên là không có kịp quay mấy em này nha. Để coi hai chiếc ghe là lấy được cả bao nhiêu cây đá. 4.000 mấy là 5.000 mấy cây đây. 10 hầm nha anh em. Một chiếc 10 hầm. Thì tàu cái là 6.5m. Tàu đực là 5.4m nha, phủ bì. Đó. Dây nhợ đã cuốn vô xa rồi hết trơn nè, dây kình nè. Bên đó không gì. Rồi để coi mấy anh tài công sẽ chỗ tài như thế nào. Rồi mở dây. Vậy là bên đực sẽ lui ra trước nha anh em. Chú chị tài công tàu đực nha. KR95991TS. Clip trước mình quay chạy thử rồi nha anh em. Tàu đực chạy máy SR920HB kèm hộp số là 16 tua, dung dịch 3.5m. Bây giờ tàu đực sẽ nắm góc lái tàu cái ra nha. Đại nó hơi cạn đó anh em. Nghịch nó ra cho dễ.
nghe ác thì chơi. Cái tiếng bô mà inox nó khác nha anh em, bô sắt nó khác nha anh em, nghe nó gác hơn ha. Kiên Giang xong cái bé này tập trung nhiều ghe cũng khủng luôn nha anh em. Đây đây, hàng khủng đây, hàng khủng đây. Đó, lấy đá rồi luôn nha. 95336 TS, cabin 3 tầng. Chạy máy K38 nha anh em, chiếc này sàn khô thì 6 chân. Hàng khủng, hàng khủng. Bề ngang cỡ 3,5 m nha anh em. Dài thì khoảng 27 28 m nha. Rồi tới rồi nha. Tôi được sẽ cặp ở trong trước nha anh em. Tài công hay hay dở là khúc này nha anh em. Quan trọng cặp ghe cặp cộ. À mình thấy một chiếc tàu đực nha. Chắc chạy đi lấy đá quá anh em. Chiếc này tàu đực nha anh em. KR94510 TS. Hai cái ngán có dép. Nhưng mà nó là tàu đực nha, chứ không phải cào sim đâu nghe trời. Năm mét mấy về ngang nha chiếc này. Cỡ 5m6, 5m8 nha anh em. Bề dài của nó thì khoảng 22 mét đổ lại nha. Quá im. Ôi anh tài cãi quăng dây đi anh ơi. Anh áo đỏ là trên hãng đá nha. Đen thì khi nào có giấy tờ sẽ gắn nha anh em. Chưa có gắn hộp đen. Hai cái hộp đen là gần 50 triệu. Rồi thâu tóm dây vô. Một cặp ghe giả cào á là tạo ra rất là nhiều việc làm nha anh em. Bên hậu cần như là thợ máy, thợ hàng, thợ tiện, thợ mộc, rồi lớp nào ngư phủ. Nói chung rất là nhiều. Bên thu mua gửi tàu lứa chứ, bên gửi ghe nữa. Gửi ghe nữa nha anh em. Cặp này gửi ghe là 2 triệu tiền công nha, một cặp nha. Thì mình biết sao mình nói vậy cho anh em ha. Rồi chiếc tàu đực này chứ muốn lấy đá hay gì đây. Bên đây lấy trước. Bên đây dành tài rồi nha anh. À, tiếng máy nghe lực ghê trời. Đây là chiếc tàu đực này sẽ lấy đá trước nha anh em. Chắc ở bên hãng họ sắp xếp chiếc này lấy trước nha. Rồi cặp mình lấy sao, cặp anh Duy lấy sao.
đậu đây đỡ đi. À, bây giờ chiếc tàu đực sẽ cặp vô đó nha, để chút nữa bên kia ra xong cái rồi tới mình nha. Tại sắp tài sẵn hết trơn rồi, chiếc đó xây có vài trăm cây rồi nha anh em, khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa ha. Rồi cặp nó đỡ đi anh ơi, anh tài cãi nha anh em. Rồi quấn dây 1, 2, 3. Quấn dây này nhiều khi cũng phải bị chửi hoài nha anh em, nhiều khi hụt quá, chụp hụt quá. Này ok rồi, vậy là chút nữa sẽ cặp vô nữa lấy đá nha anh em. Bây giờ vô hãng đá Dạng Hưng nha anh em, để coi nước đá như thế nào ha, kiểm tra luôn, sẵn là tham quan cho anh em coi luôn nha. Từ đây đó, xuống dưới chỗ hãng đá thì mình thấy là có phương tiện luôn nha anh em. Rồi sẵn luôn đồ làm luôn đó, ông chủ nha, ông này ông chủ nha anh em. Anh Kháng đang tiện nha anh em, nói chung là ảnh vừa kết hợp cái xưởng này với hãng đá luôn, khỏi đường nào chạy luôn hả. Quá dữ, khỏi mướn thợ luôn đó. Bây giờ mình lên trên đó mình tham quan nha, coi như thế nào nha. Mấy anh công nhân đang ra nước đá nha. Hãng này là 5.000 mấy cây nha anh em. Bạn anh Khoa đi kiểm tra hãng đá nha anh em. Thì nước đá này là lấy một cây 10.000 nha. Không biết cặp ga này lấy khoảng bao nhiêu cây, thì một chút nữa sẽ có cái phiếu nhiêu cây. 4.000 mấy. Vậy là toàn bộ nước đá đây là của mình hết luôn phải không? Hết luôn. Là bốn nay là giao mình hết đó. 4.000 mấy cây nha anh em. Tại vì mấy này là ga khác lấy rồi, nó còn bên đây nè, bên đó nữa. Quá trời. Hồi nãy là ga người ta là chỉ lấy có 7 cây bên này thôi. Còn lại là còn của mình là còn là 7 cây này nè. Đúng rồi, đúng rồi. Trong đây nó hơi ồn nha anh em ha, anh em nghe thông cảm nha. Nguyên cái dàn máy nha anh em đó. Hồi nãy cái anh bên kỹ thuật á, ảnh cho hay là một cái dàn máy như vậy á là chạy được 450 cây nha, 12 máy. Là cái vàng nóng của nó là cái ống đỏ đỏ nha anh em,
đó, khi mà cái máy motor này nè ha, hoạt động xong cái nó sẽ thổi cái hơi qua bên cái dàn nóng đó đó, rồi xong cái nó chuyển qua bên cái dàn lạnh là cái ống xanh nha. Đó, ống xanh sẽ truyền qua đây vô đây, đây là cái bình chứa ga lạnh nha. Đó, rồi xong rồi từ đó đó rồi mới thổi xuống qua mấy cái khuôn nước đá này nè, nó cái dạng ống ống nhựa nhiều thứ lắm, còn ở đằng sau nữa giải nhiệt gì tùm lum hết trơn á. Thì mình quay cho anh em xem luôn. Mấy cái bình nhỏ nhỏ này là chứa ga nha. Đó, để châm ga. Quá nhiều thứ để nói. Mấy bình ga này anh em, bình ga này nãy anh kỹ thuật ảnh cho hay là khoảng 1.8-1.9 triệu nha một bình nha, giá thời điểm hiện tại nha. Thì mỗi hãng nước đá đều có cái thiết kế khác nhau ha, cách xài đồ khác nhau đó. Có cục motor thì 250 ngựa có, 150 ngựa có ha, tùy theo. Khi nào máy chạy á, tiếng nó ồn lắm, mình nói chuyện nghe cũng không được nữa. Đây cái đầu nối nè, nối giữa motor và cái máy lạnh nè. Máy này là máy carrier ha. Trong bồn này là để giải nhiệt ha, chứa nước giải nhiệt ở trên đây đó, đây nó truyền nước vòng vòng đây nè, xuống đây hút ra hút vô để giải nhiệt cho cái dàn nóng này nè. Còn bên đó là cái dàn lọc nha anh em, nước lọc nha, đó nước lọc đó bên đó đó ha, bên bóng đèn là dàn lọc nha anh em, mấy chục khối nước á.
Rồi, ok. Quá im rồi. Vậy là chiếc tàu đực này lấy đá xong rồi nha anh em. Đây, anh Tài Công giao phiếu. Ồ. Tàu đực này mình nghe anh Tài Công nói là chạy máy QXK23 nha. Hộp số là 12 tua. Chân vịt 3m1. Rồi chạy tới đi. Rồi anh rời bến rồi nha. Đó, khẩm mũi nhậm lái. Bây giờ chiếc tàu đực anh Duy sẽ cập vô đây nha. Lấy đá nha anh em. Rồi kéo vô, kéo vô. Quay đầu. Chiếc này là tàu đực nha anh em, không phải gàu sim nha. GR94510TS. Chiếc này 78 năm rồi nha anh em. Thảy dây. Để coi trên hãng lấy đá như thế nào nha. Anh em mới cùng theo từ siêu nha.
hết toàn bộ luôn nha anh em ha, hết hầm luôn. Chiếc cái sẽ chừa hai hầm để chứa cá nha, một hầm chứa cá bông với một hầm chứa cá chợ đó. Chắc để tới chiều mới xong nha, hiện giờ là 11 giờ mấy rồi. Phải đứng chơi vậy đâu. Đúng không? Đúng không? Phải chơi đâu. Đúng rồi. Hai viên nam vậy á. Ăn chia. Ăn đồng chia đủ. Rồi, chiếc đực xong rồi nha anh em. Bây giờ chiếc đực sẽ về bến nha. Giờ tới chiếc cái vô lấy đá nữa. Rồi, mở dây. Chú chị tài công nha. Ghe hiện tại là quá khẩm nha anh em ha. Ây da, sẽ quẹo vô đây nha, để coi nó thẩm hình dáng như thế nào nha anh em. Vòng nữa. Chết rồi. Chết rồi.
cát tôi chết á. Trời ơi, chửi luôn rồi, chửi luôn rồi. Mới kéo chết. Mày chạy mới, chạy hết ga luôn á. Thôi kìa. Rồi lớp từ từ vậy được rồi, hai cái trước cũng khỏe. Nổ quá, nổ quá, nổ quá. Wow. Có ngày thôi, chạy mấy lên đường ra hoài. Ước mình bả luôn rồi. Còn hụt chết là mai rồi đó. Hụt chìm á. Chứ chìm ơi, ông mới ra chìm á. Ờ, ông mới ra chìm. Quá đã rồi anh em ơi. Rồi bây giờ tới đầu cái nha. Cái bến ở đó nha anh em, quẹo vô nha. Đi cố hết hết chán chạy luôn. Yo. Rồi cặp vô coi anh em. Xây đá tiếp nữa. Còn 2000 mấy cây ha. Chuyến này chừa 2 hầm lại lấy 8 hầm thôi. Tại vì một hầm muối cá chợ, hầm muối cá phân ha. Ông chủ truyền ống nước cho anh ngư phủ bơm nước nữa. Hai bồn ở đằng sau, nếu bồn ở trên nữa là ba bồn ha, mười mấy khối. Rồi cặp gì đó đi anh ơi, chiếc tàu cái đậu ngoài nha anh em. Nói chung giờ nó hơi khó khăn một xíu ha. Nước nó hơi rộng. Trên đây có anh này chờ sẵn nè. Ghe mới việc phải kỹ lưỡng nha anh em.
rồi, ok. Buộc dây lái vô. Yeah. Đồ đợt này đúng bài luôn, đúng đẹp. Rồi vậy là nước đá xong rồi nha anh em. Cặp anh Duy 2 này lấy 4.120 cây nha. Nhưng mà còn hai hầm là chưa lấy nước đá nữa, tại vì chứa cá nha. Đây tính tiền luôn đó. Bốn mươi coi coi trừ nhiêu trừ đâu có để trong đó đâu, không có trừ ha, trừ có trừ để có thôi. Tất nhiên cứ gọi cho rồi á, này là cuối cùng á, cuối cùng đấy ha. Rồi mấy anh em hầm xuống rồi nha, bây giờ là mở dây chạy ra nha anh em. Chủ hãng tính một cây nước đá là 9.700 rồi nha. Bao lần tới 10.000 là anh em. Hôm nay mình coi lại là 9.700 ha. Tổng cộng là 39 triệu mấy. 4.120 cây. Trừ ra rồi nha, còn 4.120 cây nha. Là nhân ra số tiền 9.700 đồng. Là 39 triệu mấy tiền nước đá. Rồi ok, quay đầu về bến nha anh em. Khi mà ghe nó thẩm á, cái lực nó đẩy mạnh lắm. À, các bạn thấy đi, khi mà ghe nó thẩm ha, cắm mũi nhổng lái lên nhìn nó phê lắm. Cabin 3 tầng. Thằng khô 4 chân. Nói về Kiên Giang thì giả cào là chùm cả nước nha anh em. Giả cào đôi nha. Chiếc gà bầu nó đây. Thấy nó khẩm quá cũng không dám lên ga nha anh em. Rồi các bạn hãy chờ xem những clip. Rồi gần tới bến rồi nha anh em. Tôi được cặp xong rồi nha.
Rồi quăng giấy. Yeah. Trời ơi. Quăng lại nữa. Ok, xong rồi nha. Mình sẽ đi theo cặp ga anh Duy này nha anh em ha. Đi theo gà đảo Thổ Chu. Rồi sau đó sẽ quay những gì trên đảo ha, thấy được gì đó thì quay đó ha. Ghe này cũng phải kỹ càng nha anh em, từ từ mới được nha anh em. Manh động quá không tốt đâu nha. Nhầm người mạnh tay lắm, vô cặp nhiều khi bá tùm lum hết trơn á. Các anh đang tóm dây là các anh trông coi ghe nha, giữ ghe nha anh em. Ảnh giữ đoàn ghe anh Duy này nha. Rồi ok. Rồi bye bye anh em nha. Hẹn gặp lại clip sau nha. Nhớ đăng ký kênh. Cảm ơn anh em rất là nhiều.